lên rồi. Mẹ về hả? Ai lên rồi, chấm ai lên giùm em với mọi người. Chia sẻ chấm ai lên giùm em nha. Gì vậy? Ai lên rồi chấm mai giùm em với. Em lên áo kiểu nha mọi người. Đợi em xíu. Rồi chạm máy lên giùm em nha mọi người. Đây em lên áo, lên áo bô rít cho mấy chị. Chồng chia sẻ đó cho em nhanh thì mới quên rồi. Lên áo mua vít cho mọi người nha. Chấm mai lên giùm em nha mọi người. Rồi áo mua vít giùm em nha mấy chị. Hả? Like luôn rồi. Áo mua vít giùm em nha mấy chị. Rồi đầu like xem mấy chị 39k nè. Chị nào lấy chốt em đen 39k giùm em nha. Ai lấy đen chốt đen 39 nè mấy chị. Đen 39k, chị nào lấy đen chốt đen chốt mua vít giùm em rút hai bên ha. Rút hai bên luôn này mọi người. Ai đen chốt đen 39k đen. Boris đen 39k giùm em. Ai lấy đen chốt đen giùm em ha. Rồi áo này chị nào lấy chốt em xám 39k. Sale đầu like cho mấy chị nè. Ai lấy xám chốt xám giùm em 39k chốt Boris nha mấy chị. Dưới 55kg vuông 1m6, dưới 57-58kg vuông giùm em ha. Rồi ai lấy xám thì chốt xám giùm em nè. Xám, cảm ơn xám giùm em ha. Xám 39, xám mã 39 giùm em nha. Ai lấy xám chốt xám giùm em 39k. Chấm mai lên giùm em với, thả tim lên cho em với nha mọi người. Rồi trắng giùm em nha. Xám cho Ngọc Huy nè. Ngọc Huy ơi nhấp vô cửa hàng ống mua giùm em ha. Chị Ngọc Huy nè. Ây à, chị Ngọc Huy cho em số đấy. Em chưa có ghi mã 39 rồi quá. Ngọc Huy, Ngọc Huy cho em số, bỏ số 0 đầu nha chị. Xám cho Trúc Mai nè. Trúc Mai ơi trắng được không? Trúc Mai cái trắng nha. Nó giống vậy nhưng mà trắng á Trúc Mai. Trúc Mai lấy trắng nha. Bộ Babydoll tầng chân váy có còn không? Like quần jean đi rồi đợi em xíu nha chị. Babydoll tầng chân váy em hết rồi chị Kim Chi ơi. Hết rồi nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em 39k trắng nè. Đầu like bạn mấy chị 39k chốt Boris giùm em ha. Áo kiểu Boris giùm em 39k. Trắng 39k giùm em nha. Ai lấy trắng chốt trắng. Chị nào lấy trắng chốt trắng không chị ơi, chút mà không lấy trắng được cái trắng đó đây chồng.
Rồi chị nào lấy gấu trắng, chốt gấu trắng giùm em nè. Gấu trắng giùm em 39k. Apple rip đẹp lắm mọi người. Apple rip giùm em ha. Rồi gấu trắng 39k đầu lai. Ai lấy cho em gấu trắng. Gấu trắng 39k giùm em nha. Apple rip rất là đẹp luôn. Chốt Apple rip giùm em ha. Rồi 39k giùm em nha. Chị nào lấy gấu trắng, chốt gấu trắng giùm em. Gấu trắng cho Ngọc Huy nè. Ngọc Huy ơi cho chị số, bỏ số 0 đầu ha. Ngọc Huy cho em số đi. Bỏ số 0 đầu giùm em với. Không có. Bên TikTok này. Rồi ai lấy chốt giùm em nè. Cái này em có hai màu. Số này mấy chị 76. 76 em có hai màu trắng đen. 76 em có hai màu trắng đen nha. Rồi 39k luôn giùm em nè. Áo 21kg mặc vừa không? 21kg bao nhiêu ca bao nhiêu á chị? Bé nhỏ thì ok á. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Màu trắng màu đen hai màu 39k. Trắng đen hai màu giùm em mã 76. Mã 76 39 giùm em ha. Mã 76 giùm em 39k mã 76 nè. Áo Boris 39k giùm em nha. Đen cho Diễm My nè, 1m30 dạ vừa nha. 76 4 cái hai màu cho Hà Vy nè. Áo người lớn đúng không? Dạ áo người lớn nhưng mà em bé kiểu như là nhỏ mọi người. Lùng lùng thì mặc được mà. Được ha, 1m30 dạ vừa nha. 24 cái. Hà Vy nè. Áo. Cái này chị em soạn cho nha chị Hà Vy. Em để đó chị em soạn cho. Rồi ai lấy có set không chị? Dạ có nha, đợi xíu em lên cho. Rồi ai lấy riêu, chốt riêu nè. 39k riêu. Áo bô riết nha mấy chị. Riêu 39k, lấy riêu chốt riêu 39. Riêu 39k giùm em. Riêu ai lấy riêu chốt riêu. Trời bạn Ngọc. Còn thôi Ngọc Huy ơi, không lên số thì chị à. Chị nhấp vô cửa hàng giùm em nha. Nhớ ấn bỏ mã 30 vô giùm em với. Riêu cho Diễm My. Riêu cho Diễm My nè. 39k. Riêu còn cái á mọi người. Em còn lẻ cái cho nên em sale nè. Cho nên mấy chị hốt lẻ nha. Cái này hàng thiêu. Ai lấy đen chốt đen 39k đen. Đen 39k nha mọi người. Đen 39. Mua hả? Đen 39 ai lấy đen chốt đen giùm em 39k đen nha. Thiêu nha mấy chị. Thiêu giùm em. Gấu thiêu. Một gấu. Một gấu cho bông mai, ốc bông nè. Đen cho chút mai nè. Thà Vy. Với lại chị Thi Khánh. Rồi lấy đen chốt đen và có ba lỗ chị. Ai lấy đen nữa chốt đen giùm em 39k nha. Ai lấy đen nữa chốt đen có ba lỗ, đợi xíu nha mọi người. Rồi ai lấy chốt em trắng nè, boris trắng. Boris trắng giùm em nha mọi người. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em. 39k trắng. Trắng 39k. Rồi xanh giùm em nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh 39k xanh. Xanh 39k giùm em ha. Ai lấy xanh chốt xanh. Mấy chị nhớ comment lên em đọc tên rồi hãy vô đặt nha mọi người. Rồi ai lấy xanh thì chốt xanh giùm em 39k nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 39 nè. Xanh 39k. Xanh cho chị Thi Khánh nè. Áo vô rip xanh 39 nè. Đẹp lắm mọi người, vô rip đẹp nha. Chị nào lấy hàng bên nhà em rồi biết nha. Rồi chị ốc bông. Ốc bông với sori 39 nè. Rồi ai lấy xanh nữa thì chốt xanh giùm em 39k nha mọi người. Xanh 39k giùm em. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em trắng 39k nè. Ai lấy trắng chốt trắng. Tay phổi như vậy ha. Áo bô riếp 39 xanh cho chị Thủy Trinh. Đưa mượn cái xanh lại ghi tên vô xíu bỏ. Thủy Trinh ơi nhấp vô cửa hàng ổng mua giùm em ha. Trong giỏ hàng 35 hả chị. Em chưa có mã 39 hả. Vậy lên số cho em đi, xíu nữa em gọi em lên mã rồi mấy chị vô đặt ha. Chị Thủy Trinh nè. Lên số cho em bỏ số, số 0 đầu hả chị. Mọi người hiểu không? Mấy chị bên TikTok nè. Chị Thủy Trinh nè. Chẳng có form rộng không? Dạ có, đợi xíu đấy em đang sale cái này, xíu em lên cái kia cho ha. Ừ. Ý là mấy chị bên Tết này mọi người lên số bỏ số 0 đầu cho em với chị Thủy Trinh nè, với lại Ngân Huy nè. Thủy Trinh trắng. Rồi ai lấy trắng nữa chốt trắng giùm em ha. Thủy Trinh 1933 nè chị. Trắng cho Suri. Trắng 2 cho Thà Vy nè. Rồi ok chị Thúy Trinh nha. Mọi người lên số bỏ số đâu, bỏ số 0 đâu là được. Rồi lấy trắng nữa không nè mấy chị. Chị nào lấy trắng nữa không nè. Rồi cái này áo dạng ba lỗ tay cánh dơi. Chắc lên gân giùm em ha. Chồng con mấy cái áo này lấy xuống giờ lai. Rồi ai lấy chốt giùm em nè. Cái này dạng ba lỗ mà phơm tay cánh dơi á mọi người.
xét nách. Rồi ai lấy trắng chốt trắng giùm em nè. Mã số 1 đi 39k mã 1. Len găng rút hai bên, la hai chỗ luôn giỏi vậy ta. Rồi ai lấy chốt giùm em ha. Mã 1 đi mấy chị, mã 1 giùm em ha. Ngân. À, Ngọc Huy ơi, Ngọc Huy nghe chị nói không? Ngọc Huy cho chị số, bỏ số đâu, bỏ số không đầu với Ngọc Huy ơi. Để xíu nữa cái chốt đơn là không có ấy được á. Ngọc Huy nè, nha, cho chị số. Bỏ số không đầu chị với. Mã 1 hai cái với chị Thà Vy nè. Còn áo shop không? Áo shop hả? À, áo shop hết rồi. Áo shop hết rồi. Để chiều đi, chiều có thì em like cho. Để em like hết lẻ này rồi chị em nhập cái mới cho. Rồi ok Ngọc Huy, cảm ơn tình yêu nè. Có đen không? Dạ không, cái này không có đen. Cái này không có đen nha. Chắc like áo quá. Rồi đây, set jean thì ở trong cửa hàng có rồi. Set jean nè mọi người. Đó, chị nào ưng thì cứ vô đặt ha. Set jean trong cửa hàng có rồi đó. Rồi cái này chị nào lấy chốt giùm em mã số 2. Mã 2 giùm em nha. Ai lấy mã 2 chốt mã 2, 39k mã 2. Mã 2, 39k giùm em. Ai lấy mã 2 chốt mã 2 nè. Áo này đẹp lắm mọi người ơi. Cái này mấy chị mặc thấy em không? Chị Kim Ngon giờ em thấy nè. À, cái này mấy chị mặc với lại mấy quần ống rộng đẹp lắm mọi người. Mã 2 hai cái cho Thầy Vy nè, Suri nè. 39k, trời đất ơi quá rẻ luôn. Có dây tay không? Dạ có nha chị, có dây tay ha. Có dây tay. Rồi ai lấy mã 2 nè, chốt mã 2 giùm em nè. Rồi cái này chị nào lấy chốt giùm em hồng. 39k hồng. Hồng 39k giùm em ha. Ai lấy hồng chốt hồng 39k. Hồng 39k giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng. Đây hình như cái này à, cái này ngắn tay. Rồi cái này là form hồng cho ốc bông nè. Đây cái này vạt nhọn. Vạt nhọn giùm em nha, bodice mịn giùm em nè. Cho bodice mịn giùm em nha mấy chị. Form này dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn á. Cái này 62k một áo. Chị nào lấy chốt em đen 62k nha. Màu đen nè mấy chị, màu hồng nè. Màu nâu. Màu nâu giùm em ha. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu giùm em nè. Rồi màu vàng. Màu vàng giùm em nha, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Với lại màu trắng nha mấy chị, 62k kèm màu. 62k kèm màu giùm em ha. À, hồng cho Diễm My nè. Đen 62, hồng 39 cho bé đẹp luôn nè. Đây hồng đây chị. Hồng cô bé, hồng cô bé nha mọi người. Hồng cái này hồng 39 nha. Rồi ai lấy chốt giùm em. Em xem áo len gấu đi chị. Len gấu chiều mới có em chiều nha. Tối tối. Đen 62 nè. À, có dài tay. Hồng 62 cho Phương Thọ. Phương Thọ lên số cho em với. Hồng 62 cho Phương Thọ nè. Chồng ghi giùm vợ cho chồng. Ủa cái bịch đâu rồi. Hồng 62. Rồi ai lấy áo 62 chốt áo 62 nha. Quần về chưa chị. Quần chắc chiều nay luôn á. Không biết có về không nữa. Tại vì hàng Tết hiếm quá. Cái quần hàng Tết hiếm thiệt. Em quên rồi. À, chị Phương Thọ nè. Chị Phương Thọ ơi, lên số bỏ số không đầu cho em rồi. Rồi ok, cảm ơn tình yêu nha. Áo rất tết bao nhiêu ký mặc được? Dạ áo 62 là dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn á nha. Dưới 62kg mặc ok luôn giùm em. À, like quần đi chị. Từ từ nha mọi người. Để em like áo cái xong em qua quần cho. Em có đen không? Đây chị My có đen nha. Bên kia em báo giá có bị chặn không? Dạ báo giá không sao. Báo giá không sao chị. Like quần. Để em like áo xíu đi em lên quần ha. Rồi ai lấy áo này nữa chốt giùm em đi. Chị nào lấy nữa chốt giùm em ha. Em còn nâu trắng nè. Nâu trắng riêu vàng. Nâu trắng riêu vàng giùm em ha. Dạ xíu nữa em tạo đơn cho mấy chị đặt ở trên đây ha. Mấy chị đặt trên đây thì chắc được free ship với chị Phương Thọ. Nâu với xanh cho chị Thúy Hằng nè. Nâu với xanh chị Thúy Hằng. Mọi người nhớ bỏ số không đầu nha. Ok chị Thúy Hằng nè. Còn 39 không? Dạ còn, đợi xíu em lên cho chị Thúy Hằng. Rồi mọi người ơi, em lên cái set em mặc. Set em mặc có hai màu. Màu vàng với màu hồng nha. Rồi em sale cho mấy chị giá 69k. Quần bao hung coi dạng thoải mái nha. Vải đuổi giùm em ha. Thiêu cái cổ nó thiêu như vậy ha. Vạt nhọn như vậy. Rồi 69k giùm em. Ai lấy chốt em về. Dưới hồng. Đó cái hồng á. Hồng vàng á. Cuối luôn.
hồng với vàng cuối luôn kìa. Đúng rồi. Rồi ai lấy set mặt chốt set mặt giùm em nha, 69k. Quần có túi giùm em nha, set vải đuổi. Đây màu hồng với màu vàng giùm em, quần là quần màu trắng nha, ba lỗ đi chị. Dạ rồi, đợi em xíu. Rồi màu hồng với vàng set mặt 69k. Lên mấy mẫu chị mới đăng đi. Đó nãy giờ em lên mẫu em mới đăng, hả? Nãy giờ lên áo em mới đăng hết rồi. Đây còn còn 39 này, đợi xíu em lên cho. Đây màu hồng nha mọi người, ai lấy set mặt thì chốt set mặt giùm em nha. 69k giùm em vải đuổi nha mọi người. Vải đuổi quần có túi giùm em nha. Rồi 69k chất mát lắm mấy chị. Chất vải siêu mát luôn. Chất vải siêu siêu mát. Ai lấy màu nào thì lên màu giùm em vậy. Rồi áo áo gì đây ta? Áo ống. Áo ống này mấy chị. Áo ống màu rip giùm em ha, coi dạng thoải mái nè. Đây em có mấy cái phần ở chỗ cái phần ngực như vậy ha. Đẹp lắm mấy chị, lên form đẹp lắm nha. Rồi áo ống giùm em nha mấy chị, 39k, chị nào lấy chốt giùm em hồng. Nâu nè, màu đen với lại màu màu cam nha mấy chị. Hồng nâu đen cam 39k giùm em. Hồng nâu đen cam 39k giùm em nha mấy chị. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với, hồng nâu đen cam. 39k. Chị nào lấy chốt em mã 39. Áo ống, áo ống nha mấy chị ơi. Màu cam nè, màu đen, màu nâu với lại màu hồng. Mấy cái áo ống này mấy chị mặc chung với lại sát vest á mọi người cũng đẹp lắm á. Rồi ai lấy chốt giùm em ha. Hồng nâu đen cam 39k giùm em. Rồi em lên cái áo tay dài nha. Áo tay dài nè. Ủa này tay dài hay là ôi tay ngắn nữa rồi. Tay ngắn nữa rồi. Cái này hàng thiêu giùm em ha mọi người. Đây thiêu giùm em nha, chất bô rip mịn nè, form dài luôn nè. Đó, đẹp lắm nha mấy chị, lên form bao đỉnh luôn. Chất bô rip giùm em coi dạng thoải mái, cái này dưới 60 kg mấy chị mà ok luôn giùm em ha. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em, 65k một áo nha. Em có màu xanh, màu trắng nè, màu hồng, màu đen nè mấy chị. Với lại màu nâu. Màu xanh dạ quang. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em ha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với, ống đen cho nguyên cherry nè. Rồi 65k kèm màu. Chị nào lấy cho em mã 65. Mã 65 giùm em nha. Áo tay thiêu nha mấy chị. Áo có tay, hàng thiêu. Hàng thiêu giùm em ha. Hàng thiêu giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Để bỏ bọc giùm em. Rồi áo ba lỗ thiêu nè. Áo ba lỗ thiêu giùm em, thả tim lên cho em vậy nha mọi người. Rồi ba lỗ thiêu. Cái này chất lên gân giùm em nha. Rồi 39k xanh 65 cho Thi Minh, cho cái xanh này, xanh riêu quá. Chị Thi Minh lên số, bỏ số 0 đầu cho em với. Chị Thi Minh nè. Rồi ai lấy áo này nữa chốt giùm em nha. Ai lấy áo của rip nữa chốt áo của rip nè. Chị Thi Minh nè. Thi Minh 65. Rồi áo ba lỗ 39k em có hai màu nha mọi người, có hai màu nha, màu đen với màu hồng. Màu đen với màu hồng giùm em nha mấy chị, 39k đen hồng 39 nè. À, xanh đậm cho chị Phương Thảo, cho cái xanh riêng rồi. Rồi ai lại chốt giùm em nha, ba lỗ 39. 39 chút mai lấy màu gì á? Chị Phương Thảo nè. Ok, ok chị Thi Minh nha. Chút mai ơi, chút mai lấy màu gì á? Màu đen rồi ok nè. Ai lấy ba lỗ chốt ba lỗ giùm em nha. Chị Phương Thọ xanh đậm nè. Chút mai đen 39. Rồi đen với hồng 39k giùm em nha mấy chị. Thiêu luôn nè. Thiêu bong bong đẹp lắm mọi người, 39k. Có vậy đi tiệc không? Dạ có nha chị Phương Thọ. À quên, chút mai. Ba lỗ. Ba lỗ đen cho Ngân Khánh nè. Ok chị Ngân Khánh. Ngân Khánh ba lỗ đen. Rồi ai lại ba lỗ nữa chút ba lỗ nha. Hồng với đen. Hồng với đen giùm em nha. 39k giùm em. Ngân Khánh nè. Rồi em lên cái á. Cho cái áo len màu xanh nữa đi chồng. Cái áo len màu xanh nữa. Rồi áo len xanh này. Chị nào chưa có đơn hốt liền mấy chị ơi. Ba lỗ nhiêu ký vừa, dưới 55 ký vừa, 1m6 dưới 57 58 ký vừa nha. Cho em xem con nào màu trắng đi. Áo hả?
Áo nào màu trắng đó hả? Có quần baggy màu mới về không chị? Dạ không, hôm nay không có baggy rồi. Rồi áo len, áo len giùm em nha mọi người, 125k. Chị nào lấy riêu chút, riêu 125 giùm em ha. Riêu 125k giùm em nha. Áo len nè, siêu hot luôn mấy chị ơi. Cái mẫu này là quá hot luôn. 125 giùm em. Chị nào chưa có này hốt liền mọi người. 125k giùm em nha. Ai lấy cho em mã 125. Vậy đi à, rồi ok nè. Rồi ai lấy chút giùm em ha. 125 giùm em nè. Áo len nha mấy chị. Len 125k. Ai lấy len chút len. Vậy đi tiệc hả chị? Hay là cái baby doll được không? Ai lấy len chút len giùm em ha. Chị nào lấy len chút len. Rồi áo tay dài nè. Áo len găng tay dài. Cái này cổ yếm. Len găng tay dài cổ yếm giùm em nha. Chất len găng giùm em ha mấy chị. Đây chất len găng giùm em ha. Rồi chị nào lấy nu chút nu giùm em nè. 49k một áo. Vậy đi. Màu trắng hả? Rồi rồi để em xíu. Rồi áo này nha mọi người. Ai lấy chốt giùm em màu nu nè. 49k. Em có màu nu, màu nâu. Màu nu, màu nâu nha mấy chị. Màu trắng nè. Màu trắng giùm em nha. Màu hồng ruốc với lại màu đen. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em. Còn có mấy cái à? Còn mấy cái mọi người. 49k. Chị nào lấy cho em mã 49 nha. Có pyjama không? Có pyjama chị. Có áo sơ mi chị. Rồi ai lấy cho em mã 49. Mã 49. Đen cho Ngân Khánh nè. Ngân Khánh đen. Hết đen rồi, chị Nguyên Jerry lấy màu khác được không? Còn nâu trắng nu với lại hồng. Rồi đây đầm. Đầm gắm đi tiệc nè mấy chị. Nâu cho chị Long nè. Long 49k nè. Rồi còn trắng nu với lại màu hồng ruốc nha. Nu cho Nguyên Cherry nè. Rồi còn trắng với hồng rúa. Xét không chị? Dạ có xét nha chị. Rồi gấm nè. Đầm gấm. Bẹt vai như vậy nha mấy chị. Ở sau nó có dây kéo form này dưới 55kg vuông, 1m6 dưới 57-58kg vuông giùm em ha. Có mức ngực luôn giùm em. Bẹt vai nha. Đây mấy chị đầm gấm giùm em nha. Rồi 115k. Em có hai màu trắng với đen 115 nha mấy chị. Trắng với đen 115k. Tay bao phòng như vậy nha. 115 mã 115 đầm gấm nha mọi người. Đây. Ai lấy cho em gấm trắng. Gấm trắng gấm đen 115k. Gấm giùm em nha. Gấm trắng gấm đen 115k. Chị nào lấy cho em mã 115. Mã 115 giùm em nè. Mã 115 giùm em ha. Áo lót nè, chị nào lấy xem hồng ruốc em. Dạ rồi đợi em xíu nha. Rồi áo này 39k, chị nào lấy chốt giùm em mã 1. Mã số 1 39k áo rip. Mã 1 39k giùm em. Đây hồng ruốc. Ê hồng ruốc là cái mẫu này chị. Chị Trang nè. Chị Long. Hồng ruốc là mẫu này nè chị lấy không? Đây hồng ruốc nha. 49k nè, ai lấy hồng ruốc chốt hồng ruốc. Một cho Ngân Khánh nè. Ngân Khánh 1. Chắc là lên áo không quá mọi người ơi. Hồng ruốc. Hồng ruốc cho chị Long nè. Một cho chị Long nè. Bộ pyjama đi cậu. Sao không vô giỏ hàng cho dễ mua. Không phải tại em quên để. Em quên để thành ra bây giờ phải ghi vậy đó. Giờ like hết máy là không có để được. Pyjama. Pyjama tiểu thư nè. Còn được 2 vàng với 1 hồng. Sơ mi đơn giản hả? Trơn hả? Sơ mi jean được không? Rồi đây mấy chị, pyjama tiểu thư quần có túi giùm em. Quần bo ống nha. Quần bo ống. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nè. 75k giùm em. Form này dưới 60kg mà ok vậy đủ giùm em ha. 75k nè.
Chị nào lấy vàng chốt vàng 75, em còn vàng với hồng. Còn hai vàng một hồng nữa hết rồi. Còn hai vàng một hồng nha mấy chị, 75k giùm em ha. Pyjama tiểu thư, tay bo như vậy, quần bo luôn giùm em ha, quần có túi. Cái này vải đuổi nha. Vải đuổi giùm em. Rồi 75k vàng với hồng 75. Vàng hồng 75k giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Dạ lớp tết trắng mã 1 hết rồi chị Long. Vàng cho Trúc Mai nè. Sushi vàng. Sushi luôn nè. Ghi đây xí em bóc cho rồi hết vàng nha. Sushi lên số bỏ xuống không đầu giùm em với. Rồi còn còn một hồng á. Còn một hồng á, ai lấy hồng chốt hồng. Còn một hồng nha. Rồi cái này còn cái luôn, ai lấy chốt giùm em. Đây cái này hồng. Ai lấy chốt giùm em vàng. Mã số 1 đi. Ai lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em ha. Mã 1 giùm em 79k quần có túi nha. Mã 1 79k em còn xét. Ai lấy mã 1 chốt mã 1 79. Ok sushi nè. Rồi ai lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em ha. Chị nào lấy mã 1 chốt mã 1 nè. Rồi hồng này, ai lấy hồng chốt hồng, hồng đẹp nha. Mã 1 cho sushi nè. Hồng này hết rồi. Chị Nguyễn Tiên ơi, hết rồi. Mã 1 còn con xét à. Rồi hồng nè, quần có túi mấy chị, phải đuổi đẹp lắm. Ra lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Sushi mã 1 luôn. Hết rồi chị Long ơi. Sushi mã 1 luôn nè. Hết rồi chị Long ơi. Rồi em qua mã nha. Rồi áo này. Này còn hai cái nữa hết. Áo này đẹp nè mọi người, em còn đúng hai cái. Siêu đẹp luôn. Đây mọi người, muốn ngực dày dặn nha, ở sau nó có bao thun. Ở sau có bao thun tay bao phòng luôn giùm em ha. 80k một áo nè. Chị nào lấy trắng chốt trắng 80, trắng đen. Trắng đen giùm em ha, còn một trắng một đen nè, 80k giùm em ha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với, đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Rồi 80k giùm em ha. Ai lấy cho mã 80. Đen cho Ngân Khánh nè. Ngân Khánh 80 nè. Hết bộ rồi hả cậu? Dạ hết rồi, còn được có mấy bộ đó. Áo xanh cốm trên xào là áo gì chị? Áo xanh cốm trên xào. Cái này hả? Cái này xét đó mấy chị. Cái này xét, xét nơ nè. Bo thun như gì ha? Vải đuổi nha mấy chị. Quần hai lớp luôn giùm em nha. Rồi set này xem mấy chị 101. Ai lấy chốt giùm em màu xanh bơ. Em có xanh bơ với nu. Xanh bơ với nu nha mấy người. 101. Xanh bơ chút đi. Em chưa thấy cái màu nu nữa. Xíu thấy màu nu em la cho nha. Hết đen rồi. Hết đen rồi Nguyễn Thanh Tiền ơi. Nguyễn Thị Thanh Tiền. Em còn màu trắng á chị lấy không? Rồi áo sơ mi này ai lấy chốt giùm em 75k nè. Sơ mi trơn, cái này mặc với lại quần tây đẹp lắm nè mọi người. Sơ mi trơn áo có túi như vậy ha. Rồi 75k. Chị nào lấy chốt em mã 75. Mã 75 giùm em nha. Sơ mi 75. Sơ mi 75 giùm em nha. Rồi sơ mi nhung nè mấy chị. Sơ mi nhung giùm em nè. Đẹp lắm nè. Đó, phân này dưới 60kg mà ok luôn giùm em tay bao phòng. Rồi cái này em có màu màu xanh đen với lại màu nâu. Xanh đen với nâu giùm em nè mấy chị, ai lấy chốt giùm em ha. Xanh đen với nâu em 95. Xanh đen với nâu, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Dưới 60kg mà ok ha. Sơ mi nhung. Sơ mi nhung tay bao phòng. Xanh đen với nâu giùm em, ai lấy sơ mi chốt sơ mi nha. Dưới 60kg mà ok giùm em ha mấy chị. Xanh đen cho Diễm My nè. Rồi lấy nâu thì chốt nâu nha. Chị nào lấy nâu thì chốt nâu giùm em. Rồi sơ mi, xét sơ mi nè mấy chị. Xét sơ mi. Vải này đẹp lắm mấy chị. Cái dây cái dây mấy chị cột nơ ở sau hoặc là cột nơ trước, trước bụng cũng được nha. Cột nơ trước bụng cũng đẹp lắm mấy chị. Rồi quần. Quần có túi luôn giùm em nha. Cái này em có màu hồng, màu đen, màu trắng, màu nu giùm em. 115k một set, set sơ mi giùm em. Phơm này dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn giùm em ha.
Rồi em có màu hồng, hay lấy hồng chốt hồng. Màu trắng, màu đen với màu nu nha. Hồng trắng đen nu giùm em. 115k. Chị nào lấy cho em mã 115 kèm màu giùm em với. Mã 115 giùm em nha. Đây mọi người, set sơ mi đuổi nè. Cái này cột nơ ở phía trước cũng được nè mấy chị. Đây cột nơ trước, ở phía trước như vậy cũng được nha. Rồi nu trắng, nu trắng hồng, nu trắng hồng đen, quần có túi giùm em, dưới 60kg mà ok. Lên quần jean đùi chị mới đăng đi. Rồi ok, để em lên jean đùi cho nè. Rồi ai lấy set sơ mi, chốt set sơ mi giùm em nè. Set sơ mi giùm em nha mấy chị. Mới đăng quần nào ta, không nhớ nữa, bây giờ lên đại ha. Có màu nào lên màu đó nha. Rồi jean đùi này có đủ size SML. Jean đùi nè mấy chị. Quần bẻ lai nha. Quần bẻ lai giùm em nha mấy chị. Cho em bẻ cái này xuống tại em lai bên tấp tấp. Rồi ai lấy chốt giùm em jean này, em có đủ size SML. Đủ size SML giùm em nha mấy chị. 95k một quần. Đủ size SML giùm em, quần bẻ lai nha. Quần bẻ lai lên như vậy nha mọi người. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. 95k size SML giùm em. Ai lấy quần chốt quần 95 kèm size giùm em với. Jean đùi 95k giùm em nè. Ai lấy jean đùi chốt jean đùi 95. Mã 95 kèm size giùm em nha. Rồi chân váy. À cái này đầm. Đầm yếm. Đầm yếm nè mấy chị. Cái này có cái quy nè, về mấy chị tự gài giùm em ha. Rồi đầm yếm giùm em nha mấy chị. Đầm yếm nè, có cái quy về tự gài nhưng em chưa có gài nữa. Rồi đầm này 125k giùm em nè. Ai lấy chốt giùm em mã 125 kèm size giùm em với SML nha. Mã 125 kèm size giùm em, SML đầm yếm nè mấy chị. 125k size SML giùm em nha. Size SML. Mã 125. Ai lấy chốt em mã 125. Mã 125 kèm size giùm em với. Rồi set vest. Phía trước là lưng bản nè, ở sau là lưng thun giùm em nha. Bên hông có dây kéo. Rồi set này 115k, chị nào lấy riêu chốt riêu 115. Em có màu riêu với màu nu. Riêu với nu 115k giùm em set vest nha mấy chị. Form này dưới 55kg vuông, 1m6 dưới 57-58kg vuông giùm em. Rồi riêu với nu có hai màu nha mấy chị. Màu riêu với màu nu giùm em. Ai lấy set vest chốt set vest. Rồi áo kiểu tay dài nè. Áo len gân tay dài. Áo có dây kéo như vậy luôn ha. Rồi áo này 49k. 49k một áo. Chị nào lấy xanh chốt xanh 49k giùm em ha. Em có màu xanh nè. Rồi màu cam đất, màu trắng, màu đen nha. Xanh, cam đất, trắng, đen 49k giùm em. Áo tay dài len gân. Tay dài len gân giùm em ha. Ai lấy cho em mã 49. Đó. 49k giùm em nha. Chị nào lấy chốt em mã 49 nè. Mã 49 kèm màu giùm em với. Cổ lọ. Xanh. Xanh cam đất đen trắng. Xanh cam đất đen trắng giùm em nha mọi người. Rồi set vest quốc dân nè. Xanh 49 cho tiểu thư nè. Rồi ai lấy nửa chốt giùm em ha. Chị nào lấy áo nửa chốt áo. Rồi set vest quốc dân này mấy chị ơi. 105k giùm em nha. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ. 105k giùm em, quần phía trước là lưng bản nè. Ở sau là lưng thun, quần có túi luôn giùm em ha. 105k. Áo khoác len mới đặt. Bây giờ có màu nâu ở đây không à. Em lên màu nâu chị coi form được không. Rồi ai lấy chốt giùm em đỏ nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ 105. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ 105k đỏ. Đây áo khoác len. Áo khoác len nè. Khoác len này giờ còn có màu nâu ở đây thôi. Chiều mới về hàng nữa nha mọi người. Khoác len nâu giùm em nè. Cái này 145k giùm em. Ai lấy nâu chốt nâu 145 nha. Hơi bị đẹp luôn á mọi người. Len nâu. Ai lấy nâu chốt nâu 145. Nâu 145k giùm em. Nè len nè. Đẹp xuất sắc. 145 giùm em ha. Chị nào lấy chốt em mã 145.
Mã 145 giùm em ha. Rồi khác cardigan này mấy chị. Cái này còn cái xinh. Là sao chị lấy màu đó không? Hay là lấy màu đen? Hay là em lấy màu này luôn? Rồi áo khoác cardigan giùm em ha, 155k luôn. Ai lấy cho em mã 155. Mã 155 giùm em ha mọi người. Dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn giùm em ha. 155k. Ai lấy cho em mã 155 nè. Mã 155. Rồi áo, áo len rất tốt nè. Len rất tốt nè mọi người. Trời ơi đẹp xuất sắc nha. Chị nào lấy xám chốt xám nè. Đó. Cái này 130k giùm em. Ai lấy xám chốt xám 130 nha. Rồi ok chị. Áo 3158 có về không thơ? 3158 cổ bẻ hả chị? Hay cổ tròn? Cổ bẻ cổ tròn còn ở đây luôn mà. Rồi ai lấy xám chốt xám nha. Ai lấy xám chốt xám giùm em nè. Chị nào lấy xám chốt xám. Đây em like áo. Cổ bé con kìa. Để xí em lên cho. Rồi đây mấy chị áo á, áo len tay dài nè. Tay dài, áo bô rip. Bô rip tay quên, áo len gân tay dài. Chị nào lấy xanh chốt xanh 39k. Còn cái nè. Xanh 39 xe 39k luôn nè. À lấy xanh chốt xanh nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Rồi áo ba lỗ nè mấy chị. Chất bô rít mịn. Cái này em còn màu cam với màu hồng. Rồi xe 39k luôn. Cam hồng 39k nha, còn hai cái. Cam với hồng 39k giùm em nè. Chị nào lấy màu nào lên màu giùm em vậy. Cam với hồng 39k giùm em nha. Cam hồng 39k. 39 hai cái cho heavy nè. Bé đẹp hồng 39. Rồi ai lấy mã 39 rồi chốt mã 39 giùm em ha. 39k giùm em. Áo bô rít. Rồi áo dây. Áo dây bô rít 35k luôn giùm em nè. Chị nào lấy cam chốt cam 35k nha. Cam với nâu. Cam với nâu 35k giùm em. Cam nâu 35 giùm em ha. Áo bô rít giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Cam với nâu 35k. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nè. Cam với nâu 35 giùm em ha. Rồi áo len gân thiêu. Hàng thiêu giùm em nha mọi người. Vạt bầu nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng 39k vàng. Em còn vàng với xanh. Vàng với xanh 39k nha. Vàng với xanh 39k nè. Vàng xanh 39k. Sắp tốt khối hả? Hết rồi chị. Rồi vàng xanh 39k giùm em nha mọi người. Rồi áo bô rít tay dài. Mệt vai như vậy ha. Chốt bô rít mịn giùm em nha. Chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em. Cái này 50k một áo. Ai lấy cho em mã 50 nè. 50 giùm em nha. 50k. Ai lấy chốt em mã 50. Tay dài bệt vai nè. 50 giùm em nha. Ai lấy 50 chốt 50. 50 trắng đen hai màu á. 50k trắng đen hai màu. Rồi áo bô rít. Áo ống bô rít. Áo ống bô rít giùm em ha mọi người. Rồi chị nào lấy chốt giùm em đen. Ai lấy đen chốt đen giùm em nha. 55k một áo giùm em nha. Đen 55. Ai lấy đen chốt đen 55k đen. Đây lên hàng sale nè. Đen 55 cho Ngân Khánh. Em ơi tí tạo đơn rồi nó bạn. Xíu nữa em gọi chị xong rồi em tạo đơn rồi chị vô chị đặt ha. Rồi em tạo đơn chị vô chị đặt. Đen. Em tạo mã tạo mã 39 á, rồi mấy chị vô đặt giùm em. Tại giờ hết máy rồi. Hết máy tạo mã 39 rồi chứ không thôi giờ tạo luôn cho mấy chị đặt cho nhanh. Rồi lên sale. Chấm mài lên cho em với mọi người ơi. Chia sẻ chấm mài lên giùm em với nha. Rồi chân váy.
quần váy giùm em ha mọi người. Cái này size size gì trời? Size S đó mấy chị. Ở sau có dây kéo nha. Quần váy áo. Áo kia bạn ơi. Áo tay dài hả? Em quên. Cái này. Sorry sorry. Ok chị Ngân Khánh này. Rồi quần giùm em nha mấy chị, quần dạ váy giùm em nha. 45k. Ai lấy cho em mã 45 nha, size S nha mấy chị. Size S nè, ai lấy cho em mã 45. Cái này có mọi thứ có một cái thôi cho nên mấy chị đặt nhanh tay nha. Rồi ai lấy chốt giùm em size S nha mấy chị, 45k size S nè. S45. Quần dạ váy nha, size S đó mấy chị, dưới 50kg là mặc ok. Rồi cái gì đây? Rồi chân váy bút chì. Chân váy bút chì bằng nhung á mấy chị. Ờ bằng len đó mấy chị. Bên trong có quần không ta? Không, bên trong không có quần nha. Cái này bằng len nha. Chân váy bút chì này nó có xẻ ở giữa cho mọi người luôn nha. Chân váy nhung, chân váy len. Chân váy len giùm em ha. Chân váy len giùm em nè. Rồi 49k ai lấy chốt em đen 49. Thì nào lấy đen chút, đen 49k. Chân váy đen 49k giùm em nha mọi người. Ai lấy đen chút đen. Rồi chân váy nè. Cái này dưới 60kg mắc ok luôn á. Rồi cái này 45k, chị nào lấy cho em mã 45 nha. Mã số 1 đi. Mã 145k. Mặc với lại mấy cái áo rất tốt đẹp lắm đấy mọi người. Ai lấy mã 1 chút, mã 145 mã 1 nè. Mã số 1. Ai lấy mã 1 chút, mã 145k mã 1 nha. Rồi áo thiêu. Áo thiêu giùm em ha mọi người. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nè, 49k. Ai lấy hồng chốt hồng 49. Hồng 49k giùm em nha, hàng thiêu nha mọi người, dưới 55kg mắc ok ha. Ai lấy hồng chốt hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Rồi chân quần. Quần ren nè. Chị nào lấy chốt em mã số 1 nè, 49k mã 1. Mã 1 49k, phone này dưới 52 53kg mặc vừa. Ai lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em. 49k mã 1. Chị nào lấy mã 1 chốt mã 1 49k nha. Rồi áo thun nè, thun tàu. Áo thun tàu giùm em nha mọi người. Rồi ai lấy trắng chốt trắng giùm em 39k trắng. À váy tím tây phòng sau. Chị xem á hả? Trắng giùm em nè, ai lấy trắng chút trắng. Trắng cái sori. Đây váy tím nè. Có muốn ngực dài dặn luôn giùm em ha, tây phòng. Ở sau nó có dây kéo như vậy nha. Tây bo phòng. Tay bo phòng giùm em nha. Rồi 69k. Chị nào lấy tím chút tím 69k giùm em nha. Tay mút ngực dày dặn. Tím 69k giùm em nha mọi người. Ai lấy tím chút tím. Tím 69. Chị nào lấy tím chút tím cho em mã 69 nha. Có váy chữ A không shop? Dạ có. Còn tôi để em coi thử. Chân váy hả chị? Rồi quần tay nè, size M. Size M giùm em hả mấy chị? Con cái thôi nha, ai lấy nâu chút nâu nè. Ghim giỏ hàng đi shop. À, mấy chị comment lên em đọc tên rồi xíu nữa em tạo giỏ hàng cho mấy chị đặt nha. Rồi ai lấy nâu chút nâu vậy? Cái này size M nha mọi người, 49k nâu. Có còn áo còn có hình không chị? Còn áo có hình không chị? Hết rồi. Rồi ai lấy nào chút nào 49k size M. Váy chữ lên áo. À quên. Áo lông nè.
có quần đùi không? Có nha chị, có quần đùi. Rồi áo lông này mấy chị, áo dây lông này, mút ngực dày dặn giùm em ha. Mút ngực dày dặn. Đó, này 65k nha. Chị nào lấy nâu chút nâu 65, nâu với đen 65k giùm em nha. Nâu với lại đen 65k giùm em nha mọi người. Ai lấy màu nào lên màu giùm em vậy. Áo lông 65, nâu với đen, nâu với lại đen giùm em 65k. Đợi em xíu nha chị Hà Vy. Rồi quần ngố nè, ngố này em còn hai cái size M ngố giãn 80k một quần giùm em nha. Jean ngố nè, jean ngố giãn 80, lưng cao hai nút, co giãn thoải mái nha mọi người. Rồi 80k size M, còn hai cái size M nha. Ai lấy cho em mã M, mã M giùm em 80 nè, size M giùm em. Ai lấy cho em mã M nha, 80k còn hai cái jean giãn nha mấy chị. Rồi quần quần dạ váy là bằng dạ nè mấy chị, quần dạ, quần dạ dạ váy. Em còn size S với size M. Quần dạ dạ váy giùm em nha, 85k một quần giùm em nè. Size M với size S, quần dạ giùm em nha mấy chị. Đó. Ai lấy dạ chốt dạ. Dạ 85 kèm size S hoặc M nha. Dạ 85 kèm size giùm em với S hoặc M nè. Quần dạ giùm em nha. Rồi em lên áo cổ bẻ nè. Đây chị nào lấy chốt giùm em trắng 85k giùm em, nam nữ mặc ok nha mấy chị. Áo 3158 nha mấy chị, nam nữ mặc ok luôn giùm em ha. Ai lấy trắng chốt trắng. Chữ này là chữ nổi luôn giùm em nha, 85k. Ai lấy cho em mã 85 trắng 85 nè. Nam nữ mặc ok giùm em. Ai lấy trắng chốt trắng 85k. Chị nào lấy trắng chốt trắng 85 giùm em ha. Rồi xanh đen nè. Ai lấy xanh đen chốt xanh đen. Gấu nè mọi người. Xanh đen 85k giùm em. Ai lấy xanh đen chốt xanh đen 85 nha. Nam nữ mắt ok giùm em ha. Chị nào lấy xanh đen chốt xanh đen. 85k xanh đen nè. Mua về mặt cặp mấy chị. 85 xanh đen. Ai lấy xanh đen chốt xanh đen giùm em. Xanh đen 85k nè. Xanh đen với trắng nha. Con gấu có xanh đen với trắng nha mấy chị, 85k xanh đen với trắng giùm em nha. Rồi nu nè. Chị nào lấy nu chút nu 85k nu. Đó. Ai lấy nu chút nu 85k giùm em hả? Nu 85k, chị nào lấy nu chút nu giùm em 85. Nu 85k giùm em nè, ai lấy nu chút nu. Nu 85 giùm em nha. Rồi cái này chị nào lấy chốt giùm em mã số 1 đi. Ai lấy mã 1 chốt mã 1, 85k mã 1 nè. Nam nữ mắc ok giùm em ha, mã số 1. Ai lấy mã 1 chốt mã 1, 85 mã 1. Áo cổ bể. Vải đẹp lắm nha mọi người, vải siêu đẹp luôn. Rồi 85k giùm em nha. Nu 85 cho Diễm My nè. Rồi ai lấy mã 1 chốt mã 1, 85k mã 1. Dưới 60kg á, dưới 65kg mắc ok. Rồi mẫu này em có hai màu trắng với đen, trắng với nu, đen với nu nè. Đen với nu giùm em ha. Màu đen với màu nu giùm em nha. Ai lấy đen chút đen, chị nào lấy nu chút nu giùm em. Đen với nu giùm em, 85k đen nu 85. Đen nu 85k giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu giùm em vậy. Rồi hồng nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng 85k hồng. Hồng 85k giùm em, ai lấy hồng chốt hồng. Rồi lấy hồng chốt hồng giùm em 85k nha. Rồi cổ tròn. Áo cổ tròn nè mấy chị. Cổ tròn 75k giùm em, chữ nổi hết giùm em nha. Cái này em có màu trắng với màu đen nha. Trắng với đen giùm em 75k, trắng đen hai màu. Giờ em đặt thêm đơn mới trả lại chị cái áo khoác được không? Mặc chặt quá. Áo khoác nào vậy ta?
Chị chịu ship thì bên em đổi hết á. Rồi lại chốt giùm em nha, trắng đen hai màu giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em trắng đen. Rồi ảo sơ mi nè mấy chị, sơ mi Babydoll giùm em nha. Sơ mi Babydoll cổ bể nè, phối lên gân. Có dây cột eo cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em 49k. Sơ mi 49k giùm em, ai lấy sơ mi chốt sơ mi 49 nè. Sơ mi 49k giùm em rồi. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi 49. Sơ mi 49k giùm em nha. Rồi ảo Boris rất top. Ảo Boris rất top giùm em nè. Chị nào lấy trắng chốt trắng 39k. Trắng 39k giùm em, ai lấy trắng chốt trắng. Còn áo trắng 80k không? Áo trắng 80k là cái nào ta? Hết rồi. Đâu để em coi thử. Trắng 80 rồi. Hình như còn cái. Đây còn cái chị. Còn cái nè. Còn cái này chị lấy không? Ok chị. Đồ tuyết nè. Rồi ảo lên gân. Ôm body luôn nè. Lên gân coi dạng thoải mái. Chị nào lấy chốt em sọc 49k nha. Ai lấy sọc chốt sọc 49. Sọc 49k giùm em, ai lấy sọc chốt sọc. Lấy em cái quần jean 80 size. Quần jean ngố 80 42kg ok chị nè. Đổ tiếp nè. Rồi lấy sọc 49 chốt sọc 49 giùm em nha. Rồi ảo này 39k luôn. Ai lấy chốt em còn trắng đen hai màu. Còn hai màu nhé. Trắng với lại đen. Còn trắng với đen giùm em 39k. Ai lấy trắng chốt trắng nè. Chị nào lấy đen chốt đen nha. Còn hai cái. Trắng đen 39k giùm em với. Rồi ảo cổ lọ. Cái này em còn hồng với xanh riêu. Áo cổ lọ tay phòng như vậy nha mấy chị. Áo cổ lọ tay phòng giùm em nè. Còn hồng với xanh riêu ha. Rồi 60k luôn. Hồng với xanh riêu. Ai lấy màu nào lên màu giùm em. Đen cho Ngân Khánh. Rồi hồng với xanh riêu 60. Ai lấy chốt Ngân Khánh nè. Đầm phơm xuông. Chị xét hai gì, có xét hai dây không bà? Có nha chị. Hồng 60 cho Nguyễn Thị Nina. Lên số giùm em với chị, bỏ số 0 đầu ha. Chị Nina nè. Hồng. Cái dập ly được không? Hai dây dập ly được không? Nguyễn Thị Lina ok chị nè. Dạ vừa nha chị. Bố rip coi dạng thoải mái. Rồi đầm phơm suông này. Còn cái hồng nè. Xem mấy chị 39k luôn. Đầm phơm suông ha. Có xẻ hai bên. Có xẻ hai bên luôn ha. Chị nào lấy sọc chốt sọc 39k. Sọc 39k giùm em, ai lấy sọc chốt sọc 39. Chị nào lấy sọc chốt sọc 39k giùm em. Đây dập ly. Dập ly dây nè. Xét dập ly giùm em 69k nè. Dập ly dây giùm em ha, 69k, hàng hai lớp luôn giùm em nha mọi người. Ai lấy hồng sen cho hồng sen 69 nha. Hồng sen 69k nè. Rồi màu xanh riêu. Chị nào lấy xanh riêu chốt xanh xanh riêu giùm em.
quần lưng thun co dạng thoải mái. Rồi em có màu nu, màu cam nữa nha mấy chị. Nu với cam 69k kèm màu giùm em rồi. Màu nu với màu gò màu cam nữa nha. Nu riêu cam hồng 69k giùm em xếp dập ly. Còn áo khoác dạ nu nha. Hồng, hồng cho đồ tiết nè. Đồ tiết lấy dập ly hồng đúng không ta? Chốt em áo khoác dạ với Thu Hiền lấy nu đúng không? Lấy thì chốt giùm em mã 55. Mã 55 lên số điện thoại giùm em. Lên số giùm em ơi. Lên đầm tay phòng cắt eo đi. Đầm tay phòng cắt eo đi thơ. Là cái nào chị? Mẫu nào á? Đầm tay phòng cắt eo là mẫu nào ta? Rồi áo vô rip nè. Có mất ngực. Ok nè. Rồi em còn một riêu á. Áo vô rip tay phòng nè. Em còn một riêu nè. Chị nào lấy chốt giùm em nha. Còn một xanh riêu thì chị lên số ở đây với lại comment mạng 55 giùm em, ráng lựa hai sản phẩm cho bên em đi hàng. Rồi áo vô rip có muốn ngược dày dặn luôn giùm em nè, nó có cái khoen như vậy cho mấy chị luôn nha, có cái khoen luôn nè. Cái này 65k một áo muốn ngược dày dặn nha mọi người. Ai lấy trắng chút trắng 65k nè, đó đẹp chưa, trắng 65k. Em có trắng đen nha, trắng đen hai màu 65, trắng đen hai màu 65k. Nó có cái khoen ở trước ngực như vậy hả? Rồi trắng đen hai màu 65k giùm em vậy. Bô rít mịn có áo ba lỗ không, ba lỗ không có nha chị. Rồi trắng đen hai màu giùm em 65k nè, trắng đen hai màu áo ba lỗ đen cho Trúc Mai nè. Rồi ai lấy chốt giùm em ha, áo bô rít. Lỗ này còn cái nè. Trời lên số được rồi. Đâu có bác chị lên địa chỉ chị. Chị Thu Hiền nu. Áo dạ. Dạ nu. Ok chị Thu Hiền nè. Rồi ạ, ba lỗ này còn cái. Vẹt nhọn luôn, lên gân nha, hàng thiêu nha mọi người. Ai lấy tím chút tím giùm em 39k tím. Chắc lên gân coi dạng thoải mái nha. Tím 39k nè. Ai lấy tím chút tím. Rồi áo rút hai bên. Ủa rút hay sao ta? À cái này nó cục nơ thôi nha, chứ không có rút nha mọi người. Vạt bầu. Vạt bầu giùm em ha, chị nào lấy nâu chút nâu nè. Màu màu nâu với nâu với nu đi, nâu với nu giùm em ha, 49k nâu nu. Áo len gân nha, hàng thiêu nha mọi người. Nâu nu. Nâu với nu giùm em 49k. Ai lấy màu nào lên màu giùm em vậy. Nâu với nu 49. Chắc len gân nha mọi người. Rồi áo vô rip này, cái này xếp hai món nè. Còn cái nè mấy chị, đây hình mẫu mặt nha. Mấy chị thấy không? Chất vô rip giùm em, áo dây mức ngực dày dặn nè. Đó. Chị nào lấy chốt giùm em mã số 1. Cái này 65k luôn, ai lấy chốt em mã 165. Xếp hai món. Mức ngực dày dặn nha. Có chân váy A không? Ồ không có rồi chị. Không có rồi. Rồi ai lấy chốt giùm em ha. Ai lấy nâu chốt nâu. Mã 1. Mã 1 ai lấy mã 1 chốt mã 1 nè, 65k mã 1.
Mã 165K dùm em ha. Rồi áo kiểu nè. Muốn ngực dài dặn luôn dùm em. Tay bo phòng ha. Tay bo phòng. Rồi ai lấy hồng chốt hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng em 65 hồng nè. Hồng với đen. Hồng với lại đen 65K nha. Hồng đen 65. Ai lấy màu nào lên màu dùm em với. Hồng với đen 65K. Tay bo phòng dùm em. Hồng đen 65. Chị nào lấy màu nào lên màu dùm em với. Ờ không, mã một em còn có một cái ngắn tay đó. Đen cho Diễm My nè. 65. Rồi em còn cái hồng. Ai lấy hồng chốt hồng dùm em. Còn một cái hồng nha. Rồi set sơ mi đùi. Set sơ mi đùi Barbie doll nè. Cổ thiêu như vậy luôn nha mọi người. Barbie doll dùm em dưới 60 kg mắc ok ha. Quần bo thun co dạng thoải mái, quần có túi luôn dùm em. Chị nào lấy hồng sen chốt hồng sen dùm em nè. Cái này 105K quần có túi nha. Quần có túi dùm em nha mấy chị. Rồi hồng sen dùm em 105K hồng sen. Đó, ai lấy hồng sen chốt hồng sen dùm em 105 nè. Em có màu hồng sen, màu xanh coban với màu cam. Màu cam nè, ai lấy cam chốt cam dùm em nha. Với màu xanh coban nha mấy chị. Rồi 105K. Set Barbie doll. Sơ mi Barbie doll dùm em 105. Sơ mi Barbie doll 105K dùm em. Đẹp quá trời luôn. Ai lấy chốt dùm em nha. Mã 105 nè. Sơ mi Barbie doll dùm em. Dưới 60 kg mà ok. Hồng cho Trúc Mai 105. Có 2 dây Barbie doll không ạ? Xét đó hả chị? Đúng rồi. Rồi màu xanh màu cam ai lấy chốt dùm em nha. 105K dùm em. Nè. Mọi người lấy set thể thao không? Đây set thể thao quần bo ống. Áo có nón luôn dùm em hả mấy chị? Áo nón dùm em nha, áo túi luôn dùm em nha. Rồi set này 90K quần có túi luôn nè. Set thể thao bo ống 90 nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng 90K vàng. Vàng 90K dùm em, ai lấy vàng chốt vàng dùm em nha. Ai lấy vàng chốt vàng dùm em có nha chị. Rồi màu màu xanh rêu. Trời nó dày nè mọi người, đẹp không? Xanh rêu dùm em ha. Vàng xanh rêu nè. Màu xanh đen. Với lại màu hồng ruốc. Với lại màu hồng ruốc dùm em nha. Gì vậy chị Quỳnh Tâm? Xem mã số 2 hả? Rồi ai lấy set thể thao, chút set thể thao. Xem set sơ mi jean hả? Đây set sơ mi jean đây mấy chị. Có hai màu nha, màu xanh với lại màu đen. Set chân váy jean nè. Bên trong có quần, phía trước là lưng bạn ở. Phía trước là lưng bạn ở. Phía trước là lưng nút, ở sau là lưng thun dùm em. Dưới 55kg vuông 1m6, dưới 57-58kg vuông dùm em ha. Chị nào lấy xanh chốt xanh nè. Set này siêu hot luôn mấy chị ơi. Màu xanh với lại màu đen. Xanh với xám đen. Rồi lấy chốt dùm em xanh nè. Rồi 129K nha. Xanh 129 nè. Ai lấy xanh chốt xanh. Xanh với xám đen 129K dùm em. Sáu mươi kg cao 1m65 và vừa nha, tại vì chị cao á, tại cao tới 1m65 vừa. Rồi ai lấy chốt giùm em đen, màu xám đen nè mọi người. Ai lấy xám đen chốt xám đen 129K. Xám đen với xanh giùm em nha, đẹp nhất mắt luôn, đẹp lắm mọi người ơi. Xanh cho Trúc Mai nè. Còn bên top tết thì em có để giỏ hàng rồi đó, mấy chị vô đặt ha. Cho em xem váy xanh dài đằng sau chị. Rồi đợi em xíu nha. Trúc Mai lấy đen luôn nè.
Dạ vừa nha chị, vừa, tại vì chị cao. Vừa nha. Trúc mai đen. Cho ai lái xếp chân váy jean cốt giùm em 129k. Sao nãy kêu 42kg giờ cho mập. Nãy chị kêu 42kg. À, đầm, đây mấy chị. Đầm ba lỗ nè. Thun dẻ, thun lạnh đó mọi người. Đầm này thun lạnh nha. Rồi ai lấy chốt giùm em màu ai lấy vàng chốt vàng giùm em 90k nè. Em có vàng với hồng. Vàng với hồng giùm em nha mấy chị. Mã 1 đây. Mã 1 này mấy chị. 135k giùm em, phía trước là lưng nút, ở sau là lưng thun ha. Em có màu màu em còn màu xám. Xám đen nè, ai lấy xám đen chốt xám đen. Đúng rồi, cái này là ba lỗ. Cái này nhìn bụi hơn, nhìn chất hơn. Cái này có em còn màu đen với lại còn có màu xanh á, còn màu xanh đó mọi người. Ai lấy thì chốt giùm em nha, còn một đen một xanh. Hai dây Babydoll. Vừa. Cái riêng chị vừa á, nó có bo không mà. Rồi xếp Babydoll giùm em nè, ren. Ren rúng nè. Dây cỏ tăng đưa luôn giùm em ha. Dây cỏ tăng đưa nè. Rồi chị nào lấy học chốt hồng giùm em, xem mấy chị sao 9k luôn. Quần ba hôn co giãn thoải mái. Quần ba hôn co giãn thoải mái giùm em nha. Xếp Babydoll. Ai lấy hồng chốt hồng 69k nè. Em có màu hồng, màu trắng, hồng với trắng giùm em nha, 69k hồng trắng. Mã 69 giùm em nè. Diễm My 69 hồng. Rồi ai lấy trắng chốt trắng, hồng với trắng có hai màu nha mấy chị, 69k. Hồng trắng 69. Phone này dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn nha. Hồng trắng 69k giùm em. 80. Cái nào hết xanh đậm chị? Ồ, xếp trong váy jean còn màu xanh nhạt á. Cái màu xanh em mới like thôi à. Còn màu xanh em mới like thôi à. Rồi đây chị nào lấy trắng chốt trắng nha. Chị nào lấy trắng chốt trắng 69k nha. Có xếp đuổi dài không hả? Xếp đuổi dài không? Có xếp đuổi ống rộng quần dài. Mã 2 còn cái màu này nè. Màu này em mới like nè. Chị đặt màu xanh nhạt đi. Là em like màu này. Em da màu này nha. Hết màu đậm rồi. Rồi Babydoll 69k nè. Ai lại chốt giùm em mã 69. Xếp đuổi quần dài 105. Tay mọi người xét đuổi quần dài nè. Cột dây như vậy nha, phải đuổi. Quần ống rộng, quần này có túi luôn giùm em nha. Rồi xét này xem mấy chị 69k luôn. Em có màu xanh trời, màu xanh cobalt, màu cam đất với lại màu trắng nha mấy chị. Rồi 69k luôn, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Xét bộ ống rộng phải đuổi. Quần dài. Bé đẹp trắng 69 nè. Bé bẹp. Bé bẹp trắng 69. Rồi ai lấy bộ ống rộng thì chốt bộ ống rộng giùm em nha. Rồi bộ đùi. Bộ đùi mặt nhà nè, thun Morris. Cái này quần có túi luôn giùm em nha mọi người. Quần lưng thun co giãn thoải mái, quần có túi nè. Dưới 60kg mắc ok á. Rồi ai lấy hồng chốt hồng giùm em nè, 60k một bộ. Hồng 60 nha, ai lấy hồng chốt hồng. Ai lấy hồng chốt hồng em 60 hồng nè. Em có màu hồng. Màu đen, màu nâu với lại màu cam đất. Lên rồi. Cho em xem màu bộ đuổi đợi em xíu nha. Rồi màu đen nè. Màu đen giùm em 60k nha. Màu đen, màu nâu này mấy chị. Màu cam đất. Màu cam đất. Ai lấy màu nào lên màu giùm em. Cam đất, nâu, đen với lại màu hồng nha. 60k một bộ. Đùi, quần có túi giùm em nha. Đen 60 cho Trúc Mai nè.
Dạ được nha chị. Được được. Cúc mai đen. Rồi lấy màu nào nữa lên màu. Ai lấy màu nào nữa lên màu giùm em vậy. Nu cho chị Luna Fan. Dạ dạ. Luna Fan lấy nu nè. Luna Fan lên số, lên số cho em với. Cái set đuổi này em like màu nha mọi người. Set đuổi nè, quần có túi luôn giùm em nha. Bao thun cao dạng thoải mái nè. Form này dưới 60 kg mấy chị mặc ok luôn á. Vải đuổi quần ống rộng. Rồi em có màu xanh trời, màu cam đất này mấy chị, màu trắng với lại màu xanh coban ha. Cam đất trắng xanh coban với xanh trời giùm em nha. 69k. 69k giùm em. Màu xanh đen hết xanh đen rồi, em còn màu xanh này nè. Còn màu xanh này này chị, xanh nhạt á với lại màu xám. Xám đen. Đây 129k giùm em nha. Set chân váy jean 129. Set chân váy jean 129k giùm em. Ai lấy set chân váy jean, cho set chân váy jean giùm em 129k. Đây màu xám đen nè. Ở sau có bao thun nha. Rồi 129k xám đen với xanh. Xám đen với xanh giùm em 129. Đó, ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Chị nào lấy màu nào lên màu giùm em vậy. Rồi em lên cái set ren baby doll nè. Ren rúng luôn. Quá trời ren luôn á. Nè. Màu nào cũng đẹp hết. Em thấy màu nào cũng đẹp hết. Có cái màu xám đen là tại nó mới ra thôi. Chứ đó giờ em bán màu xanh nhiều hơn. Màu xám đen mới ra á. À, pyjama tay dài em hết rồi chị Luna Fan ơi. Tối nha mọi người, hẹn mấy chị tối nha. Tối nay. Rồi đây mấy chị, set ren giùm em dây có tăng đưa nha. Quần bao thun co giãn thoải mái luôn giùm em. Rồi xem mấy chị 69k luôn nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh 69k. Ai lấy xanh chốt xanh nè. Màu xanh, màu nâu. Xanh nâu nè mấy chị, màu hồng. Màu hồng giùm em ha. Màu màu nâu. Màu nâu. Với lại màu hồng. Với lại màu hồng sen giùm em. Rồi 69k kèm màu, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Bộ đuổi màu xanh biển. Ok chị Nguyễn Lan nè, lên số giùm em, bỏ số xong ở đâu nhỉ. Đuổi xanh biển. Đuổi xanh biển, ủa quăng ở đâu rồi trời. Có set già chị. Riêu với xanh. À, chị Luna ơi, lên số giùm em với. Chị Luna lên số cho em với. Chị Nguyễn Lành nè. 69k. Cho xem bộ ren với rồi, đợi em xíu nha. Luna Fan Real với xanh. Ủa, ren xanh chứ quên, ren xanh. Lộn. Chị Luna nè. À lấy ren chốt ren nha. Dạ rồi ok, cảm ơn chị yêu nha. Chị Luna Fan nè. Nâu cho Trúc Mai nè. Ra lấy ren chốt ren. Ren rúng. Rồi đợi xíu em cài nút nha mọi người. Đợi không? Mọi người đợi em xíu nha, em cài nút. À, chào chị Kim Ngân nè. Em cài nút lại. Cái này nó gài nút á mọi người, áo cài nút nha. Hàng hai lớp luôn giùm em. Nè, dây có tăng đưa nha mấy chị. Giống như sơ mi. Ren này đẹp nè mọi người. Hàng hai lớp cho nên mấy chị không có lo bị ngứa nha.
Đây ren Babydoll dây cỏ tăng đưa. Dây cỏ tăng đưa. À xíu nữa đi em inbox cho. Còn a à, chị Nguyễn Lan chị coi trong giỏ hàng có mã 69 á thì chị đặt luôn giùm em. Xíu em khỏi phải inbox. Còn mấy chị nào mà nãy giờ mua áo 39 á mà em chưa có để trong giỏ hàng mã 39 thì xíu nữa em inbox nha. Xíu em gọi rồi mấy chị vô đặt. Chứ giờ chưa có mã. Còn chị Nguyễn Lan chị mã 69 có rồi đó chị đặt đi. Mã 69 em có để trong giỏ hàng rồi đó. Rồi đây ren này mọi người. Ai lấy chốt giùm em hồng nha. Ai lấy hồng chốt hồng 69k. Mua đồ của chị suốt mà chưa bao giờ thấy chị. Hello em gì. Hello chị Thu Huế. Thôi chị không chào thì đâu biết đâu. Tại vì mấy chị bên đây chào em mới biết mới chào lại. Chứ mọi người lên em đâu thấy đâu lấy gì em chào. Mấy chị comment em mới thấy. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Mấy chị bên đây comment chào em mới thấy rồi em mới chào lại chứ không thấy thiệt. Rồi đây ai lấy chốt giùm em màu hồng nè. Rồi cái này màu hồng ruốc đi. Cái này màu hồng phấn giùm em nha. Rồi cái này màu hồng sen nè. Màu nâu nè. Với lại màu nu. Với lại màu nu giùm em nha mọi người. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Có mẫu nào thêm không chị? Dạ có, đợi em xíu nha. Rồi cái này màu hồng dâu đi. Màu hồng dâu nha. Đó bộ ren giùm em 69k nha. Ren 69k giùm em. Ai lấy ren chốt ren 69 nè. Ren 69k giùm em nha. Rồi bộ ống hồng mà bộ em mặc không mấy chị lấy bộ em mặc không nè. Bộ em mặc 69 luôn nè. Chị Kim Ngân lấy nu. Chị Kim Ngân ơi vô giỏ hàng ấn chữ mua giùm em vậy nha. Chị Kim Ngân nhấp vô giỏ hàng ấn chữ mua giùm em vậy nha chị Kim Ngân. Ok nè. Chồng cho cái cục ở sau lưng chồng mình nè. Rồi đây xét dây Babydoll nè. Xét đuổi. Xét đuổi giùm em dây có tăng đưa giùm em ha. Rồi nó có đang dây hai bên như vậy nha mấy chị. Rồi em sale cho mấy chị 69k luôn nè. Chị nào lấy trắng chốt trắng 69k nha. Quần lưng thun coi giãn thoải mái. Em có màu trắng màu đen với màu nu. Đây quần bao thun coi giãn thoải mái luôn giùm em. Quần có túi nha mấy chị. Đó đẹp ha. Màu đen màu trắng với màu nu nha. Đen trắng nu ba màu nha. Đen trắng nu 69k. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với nè. Lên áo của bé nữa hả. Rồi đen trắng nu 69. Ai lấy chốt giùm em nha. Đen trắng nu 69k. Xét dây vải đuổi nha mấy chị. Dây đuổi giùm em. Đây áo của bé nè. Chị nào lấy đen chốt đen giùm em 85k đen. Đen 85k giùm em nè. Nam nữ mặc ok giùm em nha mọi người. Nam nữ mặc ok. Chị nào lấy đen chốt đen 85. À, đen 69 cho chút mai nè. 69 đó bao nhiêu ký vô. Dưới 60 ký vô nha chị. Chị Thà Vy ơi lấy đen áo đúng không. Chị Thà Vy là lấy đen áo đúng không chị. Hay là đen set luôn. Chút mai đen 69 nè. À set dài không chị. Có set dài chị. Chị Thà Vy lấy đen áo. Ok chị. Có set dài nha. Đầm này còn cái này ai lấy nè. Chị nào lấy đen chốt đen. Đầm Quảng Châu nha, tay bo phòng luôn giùm em nè. Ai lấy đen chốt đen giùm em. Ở sau có giấy kéo nha mọi người. Rồi ai lấy chốt giùm em đen 69k. Còn cái xem mấy chị luôn. 69k đen nha. Ai lấy đen chốt đen. Ai lấy đen chốt đen 69. Mở thì nó mặc vừa đó nó báo thì giờ đưa sai đó. Rồi xét bộ ống rộng. Xét bộ ống rộng giùm em nè. Vải lụa mango nha mọi người. Cổ yếm. Chị nào lấy nu chút nu giùm em nè.
ở sau có bao thùng giùm em nha. Ai lấy nâu chốt nâu 69k nâu nè. Nâu nâu. Ai lấy nâu chốt nâu 69k nha. Bộ cổ yếm nâu 69. Sao chị định đặt rồi không thấy? Là sao ta? Sao vậy? Sao không thấy? Không. Ừ, còn có size M. Rồi xíu em xem nha, tại vì em đang like á. Có set lên gân, có set lên gân quần dài không? Set lên gân quần dài có chị. Nâu cho Trúc Mai. Đang like mà chồng có hỏi rồi. Được. Được. Nâu cho Trúc Mai nè. Rồi set bộ ống rộng vài đuổi. Đuổi xốp như vậy nha mọi người. Tay tay này nó có đệm lớp đệm lớp mút cho mấy chị luôn nha. Mặc lên form đẹp lắm mọi người. Bộ ống rộng quần lưng thun co giãn thoải mái luôn nè. Đó. Nhìn phong cách lắm luôn. Đóng thùng lên cũng đẹp luôn nha mấy chị. Rồi ai lấy hồng chốt hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng, cái này mặc lên form đẹp lắm. Nè đóng thùng lên cũng đẹp. Đó. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em ha. Màu hồng, màu nu với màu cam. Hồng nu cam 69k nha. Hồng nu cam 69k giùm em. Dưới 60kg mà ok. Hồng nu cam 69. Ai lấy màu nào lên màu giùm em vậy. Hồng nu với cam 69k. Chị nào lấy màu nào lên màu giùm em. Rồi quần set bộ ống. Set bộ ống ôm nè. Quần lên gân coi dạng thoải mái nè. Set lên gân nha mọi người. Áo cổ bẻ, áo rút một bên nè. 95k. Chị nào lấy sọc đen chốt sọc đen. Sọc đen 95k giùm em ha. Dưới 55kg vuông 1m6, dưới 57-58kg vuông. Xét cổ bẻ giùm em. Rồi lấy đen chút đen nha. 95 đen. 95k đen. Chị nào lấy đen chút đen 95 nè. Đen 95k giùm em. Dài nu. Dài nu cho Kim Ngân 69k nè. Chị Kim Ngân thêm vô giỏ hàng giùm em luôn ha. Chị Kim Ngân vô giỏ hàng thêm mã 69 luôn ha chị Kim Ngân ơi. Rồi ảo cổ bẻ nè. Chị nào lấy nu chốt nu 85k. Có set già không? Dạ có chị, có set già nha. Rồi lấy nu chốt nu. Dạ ok chị. Rồi nu 85k lấy nu chốt nu nha. Set già. Mọi người lấy áo len không nè, 125. Áo len 125 nè, chị nào lấy không nè. Len 125k nha. Ai lấy len chút len 125. Rồi dạ, dạ tay phòng. Xét dài kiểu nữa đi hả? Rồi ok nè. Rồi xét dài tay phòng giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em, cái này màu cam đất đi. Ai lấy cam đất chốt cam đất giùm em ha. Em có cam đất với nâu. Quần phía trước là lưng bản, ở sau là lưng thun, bên hông có giấy kéo luôn giùm em ha. Rồi xét dài giùm em. Rồi set này 115k giùm em nha. Ai lấy cam đất chốt cam đất, form này dưới 55kg vuông. 1m6 dưới 57-58kg vuông giùm em nha. 115k. 115k giùm em nha. Chị Tiền Lê nè. Rồi set thể thao quần bo ống. Quần bo ống giùm em nha mọi người. Quần có túi luôn giùm em. Set thể thao ai lấy cam chốt cam giùm em. 90k cam nè. Chị nào lấy cam chốt cam 90. Cam 90k giùm em nha. Ai lấy cam chốt cam. Ai lấy cam chốt cam giùm em 90 nè. Set dạ. Set dạ mới like hả? 115 chị. 115 nha. Rồi 90 nè. Ai lấy cho em mã 90. Mã 90 giùm em. Bộ lông nè. Các chị lấy bộ lông không nè. Cam 115 cho Suri. Suri. Rồi bộ lông giùm em.
Áo có túi luôn dùm em nha. Hôm này dưới 5758 kỷ vô 1m6, dưới 6 mấy kỷ vô luôn dùm em. Rồi ai lấy chốt dùm em màu nu, ai lấy nu chốt nu dùm em 135, 135k nu nè. Bộ lông nha mấy chị, vô mùa rồi hốt về mặt nè mọi người. Ai lấy nu chốt nu 135k nha. Nu 135, chị nào lấy nu chốt nu 135 nu nè. Bộ lông. Ai lấy nu chốt nu 135. Có set bộ quần. Có set bộ sọc quần dài không chị? Dạ có. Nu 135 cho Trúc Mai nè. Set dạ nhiêu ký mặc vừa? Set dạ dưới 55 ký vừa chị. Em còn nâu. Trúc Mai 135 nè. Cô bé con. Ủa? Nãy giờ em tưởng đi chị đi đâu rồi. Rồi đây set dập ly. Set dây dập ly giùm em nè. Form này vừa á 6 mấy ký mắc ok luôn giùm em ha. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Dập ly quần ống rộng. Bao thun co giãn thoải mái giùm em nha. Rồi ai lấy hồng chốt hồng. 120k hồng. Dập ly hồng 120 nè mấy chị. Quần dài. Dập ly hồng 120k giùm em nha. Ai lấy chốt em mã 120. Em có set bộ thiết kế quần dài không? Bộ thiết kế quần dài. Rồi để em coi rồi đó. Để nhớ đã không nhớ nữa. Hình như có. Set sơ mi được không? Hay là kiểu? Hay mấy chị thích kiểu? Set lê nè. Set lê nha. Lê lên gân. Cổ bể nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng cho em 99k, quần có túi nha. Hồng 99k giùm em, ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 99k giùm em nè. Đó. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em hả mọi người. 99k, dưới 55kg mà ok giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng 99. Xách bộ ống lê mọi người, xách bộ ống lê. Rồi cái này quần mơm, áo xẻ hai bên luôn. Chắc lên gân luôn giùm em nha. Đây mọi người, áo xẻ hai bên như vậy nha. Form này dưới 55kg mặc ok giùm em nha. Quần có túi nè, lưng thun co giãn thoải mái. Chị nào lấy xanh chốt xanh nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em. 105k xanh. Xanh 105 giùm em nha. Set dạ dưới 55kg vừa hả chị à. Chị Thùy Oanh ơi. Phi size bên em là phi size nha, không có size. Hàng phi size mà. Lên bộ ống lên nữa đi chị. Đây á, à, đang lên nè. Đang lên, đang lên. Có lấy cái sọc hồng không? Sọc hồng lê đã đẹp đó. Còn có một cái à. Rồi lê này. Cái này lê này vải đẹp nè mọi người. Quần lưng thun co giãn thoải mái luôn. Lê nha, xếp lê. Rồi ai lấy xanh riêu, chốt xanh riêu nè. Cái này 120k luôn dùm em. Ai lấy xanh riêu, chốt xanh riêu nè, 120k giùm em nha, còn set. Mã 120. Mã 120 giùm em. Ai lấy xanh riêu, chốt xanh riêu. Đây dạ này. Dạ kiểu nè. Set vest kiểu. Cái này em có màu xanh ngọc, màu nu với màu đen nha. Phía trước là lưng bản nè, ở sau là lưng thun giùm em, quần có túi nha mấy chị. Rồi ai lấy xanh ngọc, chốt xanh ngọc giùm em nè, 101 một set. Ai lấy xanh ngọc, chốt xanh ngọc 101 nha. Xanh ngọc đen với lại nu. Xanh ngọc đen nu. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với 101. Xanh ngọc đen nu giùm em nha mọi người. Dưới 55kg vừa nha, phi size nha mọi người. Thôi em ớt nha mấy chị. Bye bye mọi người nha. Cái gì tối em like nữa. Bye bye mấy chị nha.